giới thiệu với các bạn. Em mấy tuổi? Em 5 tuổi. Đây là bạn người cá mới Simba. Xin chào tất cả các bạn, là Simba và là người cá mới. Rồi bây giờ là em thích nhất màu gì Simba? Em thích nhất là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây hả? Dạ. Vậy em biết nàng tiên cá Ariel không? Dạ em biết. Vậy là em sẽ muốn làm anh hai của nàng tiên cá Ariel không? Dạ, em muốn. Vậy thì em sẽ là nè chàng tiên cá. Dạ. Xanh lá cây. Dạ. Ok. Giới thiệu với em, đây là người cá Tai. Đây là người cá Jessica, còn đây là người cá Tường Vi. Bây giờ các bạn ấy sẽ trở thành anh em của em khi em trở thành người cá ha. Và còn rất nhiều anh chị em người cá khác nữa đang chờ Simba. Rồi bây giờ Simba chuẩn bị biến hình làm người cá chưa? Dạ rồi. Oh yeah. Bạn đúng. Rồi chào mừng các bạn đến với sự kiện tặng đuôi tiên cá Tết Trung Thu của Tion. Hôm nay có sự hiện diện của bạn người cá Tai, người cá Jessica, người cá Tường Vi. Và người cá mới tên là Simba. Và người cá mới là Simba. Bạn ấy đang biến hình. Đây, Mỹ Nhân Người Simi đang giúp bạn ấy biến hình thành người cá. 2-3 ngày nữa thôi bạn ấy sẽ chính thức trở thành người cá rồi. 2-3 ngày nữa thôi. Còn đây là chương trình đặc biệt. Em thấy vui không? 7, 2-3 ngày là thứ 7. Bây giờ chương trình tặng đôi tiên cá đi ha các bạn. Tiên, nhưng mà có bà với em xin bổ giấy á. Chưa tặng cho ba đứa em nữa. Thôi bây giờ ba em đi xuống nước nhanh lên. Chuồn xuống nước, chuồn xuống đi. Chuồn xuống rồi. Thì sẽ có 3 chiếc đuôi nàng tiên cá, chàng tiên cá tặng cho các bạn đó. Những bạn may mắn trong ngày hôm nay nha. Thì Tion sẽ dùng 3 cái người cá này. Đó là người cá Tai, Tường Vi và Jessica. Tion tạo ra một cái cuộc thi may mắn. 3 bạn người cá này sẽ thi nín thở lâu với nhau. Bạn nào nín thở lâu nhất thì Tion sẽ lấy cái thành tích nín thở đó. Là thí dụ như bạn Tai nín thở được 30 giây thì Tion sẽ lấy cái số 30 giây đó để tặng đuôi tiên cá cho các bạn. Nghĩa là bạn nào có số điện thoại, số đuôi là số 30, comment trên YouTube của Tion nhanh nhất, Tion sẽ liên hệ cho bạn đó để số đuôi của Tion là 501. Để tặng đuôi tiên cá cho các bạn nha. Số đuôi của Tion là 1 giây. Đúng rồi, mình phải nín thở được 1 giây. 01. Rồi bây giờ ba em chuẩn bị thi nín thở với nhau. Em thi đâu. Rồi với lại Tion xin thông báo, bạn nào mà nín thở lâu nhất là có thưởng. Thưởng gì? Arica. Cứ thi đi rồi biết. Arica. Mấy em sẵn sàng chưa? Không, em thi đâu. Thở nước 10 lần. Em thi đâu. Em thở nước chừng nào tới thi nào mà nếu em nếu mà được. Em không thi thì lần sau đừng đến câu lạc bộ tiên cá nữa. Bởi vì ở đây là hướng dẫn bơi người cá là giúp cho mấy em nín thở lâu. Còn em không chịu tập nín thở lâu là em không thể trở thành người cá thật sự được. Tion ơi, cho em bơi một vòng tại vì em lạnh quá. Xin chào các bạn, hôm nay bạn người cá sơ sinh sẽ phụ Tion làm ban giám khảo để chấm điểm cho bạn nào thi nín thở lâu nhất sẽ lấy số thời gian nín thở lâu của bạn ấy làm phần thưởng tặng quà đuôi tiên cá Tết Trung Thu cho mấy em nhỏ. Bắt đầu. Thì những bạn người cá nào may mắn sẽ được tặng đuôi tiên cá trong ngày hôm nay nha. Là sẽ có 3 chiếc đuôi tiên cá. Rồi bạn này Jessica nín thở không lâu rồi. Tới phiên bạn người cá Tai. Rồi bạn người cá Tai nín thở được là bình thường. 44 bạn này nín lên hết rồi mới lên, vậy là bình thường thôi, còn nín lâu hơn nữa. Thôi vậy đừng, vậy phải nín lâu nhất. Vậy đúng không? Lại đi, đi luôn. Đúng không Simba? Rồi vậy thi lại, thi lại. Xuống cho đều nha, chỉ Tai đi xuống sau là được. Rồi giám khảo Simba bắt đầu đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 là phải xuống rồi. Đếm đếm đếm. Giám khảo Simba ngồi sao quá vậy? Chưa,
Trời ơi Simba sao ngồi trên cái bàn vậy? Giờ lùn quá ngồi dưới đất tội nghiệp quá, cho ngồi để làm giám khảo chút đi. Rồi đứng đi, đứng đi. Giám khảo Simba đứng xích lại. Một, hai, ba. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu. Oh my god. Oh my god. Vậy là bạn ấy đã nín thở được 24 giây đúng không Simba? Ai đã thắng vậy Simba? Người cá tai. Em mới hết thở được phân nửa cái phổi của em thôi. Thôi. Nổ quá. Vậy sao không nín thở hết cỡ đi? Tại vì hồi nãy chưa kịp hết thở. Đừng có đi lại nữa rồi, nó mất rồi. Đi ơi, hồi nãy em hay kịp. Hồi nãy vậy là nín thở 24 giây, nghĩa là bạn nào có số điện thoại số đuôi là 24 comment lên YouTube của Tion đầu tiên, bạn đó sẽ được tặng đuôi tiên cá đúng không Simba? Dạ đúng. Tưởng 20 chứ 20 là em á. Rồi, như vậy là một bạn đã có được đuôi tiên cá rồi. Bây giờ tới phần thi tiếp theo để tặng đuôi tiên cá. Em muốn bơi chung nhưng mà lạnh quá em chịu hết nổi. Tiếp tục phần thi thứ hai tặng quà đuôi tiên cá. Không có lạnh. Bây giờ chiếc đuôi tiên cá sẽ tặng cho bạn nào đây ta? Ha đó là một con số bí ẩn. Và ở đây là có 3 bạn người cá thi, nhưng mà Tion sẽ loại bạn người cá Jessica ra, loại bạn người cá Tường Vi ra, chỉ có bạn người cá tai thi thôi. Bây giờ nhiệm vụ của bạn người cá tai là bơi xuất phát từ bên này qua tới bờ bên kia rồi quành về đây, bơi hay lặn đều được. Thì thời gian của bạn bơi 40m là bao lâu thì sẽ lấy cái thời gian đó làm cái phần thưởng cho cuộc thi, nghĩa là bạn nào có số điện thoại số đuôi trùng với cái khoảng thời gian của bạn lặn từ đây qua bên kia rồi hoành về sẽ được tặng đuôi tiên cá. Ok, công bằng không mấy em? Dạ công. Dạ. Rồi tiếp tục, người cá Simba sẽ làm giám khảo cho cuộc thi này. Dạ. 1 2 3. Người cá Jessica cũng đang dí theo bạn người cá tai. Rồi bạn tai đã bơi được 22m và bạn tai đang bơi về. Rồi, thời gian bạn tai bơi đi bơi về tổng cộng là 44m trong vòng 45 giây. Như vậy là bạn nào có số đuôi điện thoại là 45. 46. Sao em biết 46? Nãy em vừa bơi vừa đếm mà. Tion đếm trên cái điện thoại này của Tion mà. Là 45 giây. Bơi chậm hơn một chút nữa là đúng số điện thoại của bà nội con luôn rồi. Là em muốn bà nội em được tặng đuôi tiên cá hả? Là em hưởng. Làm tính chơi ăn gian hả? Bạn nào comment nhanh cái số điện thoại số đuôi là 45, Tion gọi cho bạn đó là sẽ được tặng chiếc đuôi tiên cá thứ hai trong ngày Tết Trung Thu nha. Bây giờ tới phần thi thứ 3. Chào mừng các bạn trở lại với chương trình tặng quà đuôi tiên cá Tết Trung Thu. Hai chiếc đuôi tiên cá đã ra đi, bây giờ chiếc đuôi tiên cá thứ 3 sẽ thuộc về ai đây? Và phần thi thứ 3 nó khá là đặc biệt, đó là các bạn người cá phải dí bắt Tion. Bạn nào đụng được Tion ở thời gian nào thì Tion sẽ lấy cái mốc thời gian đó và trùng với cái số điện thoại của bạn nào comment nhanh lên YouTube của Tion thì bạn đó sẽ được tặng chiếc đuôi tiên cá thứ 3. Và những bạn được tặng thì tôi chắc chắn là tôi sẽ thả tim
để thông báo cho mọi người biết là thả tim vô cái số điện thoại đó. Hiểu không? Và bạn người cá Simba bây giờ sẽ phụ trách làm cameraman kim ban giám khảo, vừa quay phim vừa chấm điểm, được không? Dạ được. Ồ, mạnh dữ. Và trợ lý của bạn người cá Simba sẽ là mỹ nhân ngư cá thoại lòi Simi, để tính thời gian cho công bằng, là thời gian có thể là rất là nhiều. Thí dụ như là trong vòng 60 giây mà bạn ấy chưa bắt được tiêu thì lên 61, 62, 63, 64, lên mấy trăm cũng được nữa, hiểu không? Nhưng mà tiêu sẽ cố gắng tạo cơ hội cho mấy bạn ấy không bắt được tiêu, chứ không phải là tạo cơ hội cho bắt được đâu nha. Rồi, cảm ơn Simba. Simba bắt đầu quay nha. Dạ. Giờ nói cầu hai đây cũng mừng. Rồi, các bạn người cá chuẩn bị bắt tiêu chưa? Bye. Rồi. Chuẩn bị bơi nha các bạn. Con kính bơi à? Cho tiêu anh mượn luôn kính bơi người cá. Đeo kính bơi người cá này vô sẽ giúp tiêu thấy được rất rõ trong nước. Rồi, sẵn sàng chưa? Ok. Cá Simi phụ trách nha. Dạ. Đúng thời gian nha, bắt đầu nha. Ok, quay tiêu nha. 1, 2, 3, xuất phát. Simba quay phim giỏi quá. Cảm ơn sự hỗ trợ của Simba. Em dí tiêu mà dí không kịp luôn á. Vậy là mất thời gian bao lâu bạn mấy bạn người cá mới bắt được tiêu anh vậy? 144. Bao nhiêu lâu vậy? 144. 2 phút 34. 2 phút 34 giây. 154. 1 phút là bao nhiêu giây vậy Simba? Em đếm được anh em 154 có tiêu anh. Hả? Lớp 3. Rồi 1 phút là bao nhiêu giây mấy em? 60 giây. Vậy 2 phút là bao nhiêu giây? 120 giây. Cộng thêm 34 giây nữa là bao nhiêu giây? 54. Vậy là bạn nào có số đuôi điện thoại là 154 comment lên YouTube Tio nhanh nhất, bạn đó sẽ được tặng chiếc đuôi tiên cá thứ 3. Ok không Simba? Dạ ok. Ok không mấy bạn người cá? Ok. Em thấy số điện thoại này quá quen luôn. Bên hộp với với ai? Định giới thiệu người nhà của em tặng đuôi tiên cá nữa hả? Dễ quá, cái này chơi công bằng. Này đâu có biết được cái gì. Bạn nào comment lên YouTube tiêu nhanh nha. Rồi để tới em nhờ em comment hết luôn nè. Tranh thủ nha các bạn nha, đừng để bạn người cá sai comment nha.